Ta có một đồ thị Elif ngay tại đây, điều ta sẽ phải làm là tìm phương trình của Elif này. Nhưng mỗi khi dừng video lại và xem bạn có thể giải ra được hay không nhé. Được rồi, hãy giúp chúng ta nhớ lại hình dạng một phương trình của một đường Elif. Giả sử đường Elif của ta lấy tâm tại điểm, mình sẽ nói một cách khái quát trước tiên, và rồi ta sẽ nghĩ về những con số cụ thể cho đường Elif này. Cho tâm ở điểm HK. Và giả sử là bạn có một bán kính nằm ngang. Vậy bán kính sẽ đi theo hướng S. Bán kính nằm ngang. Bán kính sẽ bằng A. Còn giả sử bán kính thẳng. Giả sử bán kính thẳng của bạn. Bán kính thẳng sẽ bằng B. Rồi phương trình của đường elip sẽ bằng x trừ h, x trừ h bình phương chia cho bán kính nằm ngang bình phương. Vậy bán kính theo hướng x bình phương cộng cộng vậy ta sẽ nghĩ là chúng ta sẽ làm gì trên hướng thẳng đứng? Y trừ tọa độ y của tâm. Vậy y sẽ trừ k bình phương. Trừ k cả bình phương chia cho bán kính thẳng đứng bình phương b mũ 2 sẽ bằng 1. Sẽ bằng 1. Vậy h và k và a và b là gì trong trường hợp này? H và k khá dễ để tìm ra. Tâm của đường elip là ở điểm tọa độ x là bằng trừ 4 và tọa độ y là bằng 3. Vậy cái này ở đây bằng trừ 4, cái này ở đây bằng dương 3. Vậy A bằng gì? A bằng bán kính nằm ngang, bán kính của bạn theo hướng ngang, vì vậy nó sẽ là độ dài của đường thẳng này. Ngay tại đây, ta có thể thấy nó dài 1, 2, 3, 4, 5. A ở trường hợp này sẽ bằng 5. Nó sẽ bằng 5 bình phương. Và B là bán kính theo phương thẳng đứng. Ta có thể thấy nó là 1, 2, 3, 4. Vậy B bằng 4. Vậy nó là 4. Ta có thể viết nó lại như là ta có thể viết lại là x trừ trừ 4 và ta có thể rút gọn nó chút nữa. X trừ trừ 4 bình phương chia cho 5 bình phương trên bán kính bình phương ngang của chúng ta. Vậy nó bằng 25 cộng y trừ 3 bình phương y trừ tọa độ y của tâm y trừ 3 bình phương trên bán kính dọc bình phương của chúng ta. Vậy B bình phương bằng 16 và nó sẽ bằng 1. Tất nhiên ta có thể rút gọn nó một chút xíu. Nếu mình trừ một số âm, nó cũng tương tự như cộng một số dương để mình có thể thoát khỏi. Thay vì nói x trừ trừ 4, ta có thể nói là x cộng 4. Bạn có nói rồi đây nè, ta đã có phương trình cho đường elip này.